Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay quay mấy cái cần này cho mọi người xem nè. Đấy, rồi. Bây giờ xử từng cây một nhé. Đầu tiên là cái cần hai khúc này. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% 90%. Đấy. 85%. Đấy. Cần này cần câu máy nằm nhé. Cần câu máy nằm nha mọi người. Đấy, máy nằm. Khoan. Đấy. Bắt vặn khoan. Ok. À, keo này. Khoan là ok nha mọi người. Này, bát vặn này. Cái cần này dài 1m7, thu vào 89cm, đột là 2,7 ly, cân nặng là 100g. Cái này cái số 1, 350.000. Số 1, 350.000. Số 2. Số 2 là một cái cần Suzumi. Suzumi nha mọi người. Cái cần này chất liệu là carbon nhé. Suzumi. Này. Bát Fuji này. Bát Fuji nhé. Mình còn có cái dạng khoan có phải Fuji không? Này, khoan Fuji luôn. Bát Fuji, khoan Fuji. Này, cần này dài 1m65, thu vào là 87cm, đột 2 ly, cân nặng là 110g. Đó, cần hai khúc nha mọi người. Đấy, chỗ này để móc lưỡi rồi này. Đó, khoan của nó Fuji nha mọi người. Đây. Đó. Đấy. À. Chỗ này nó cái đầu bu nó hơi bung rồi nè, về thay cái đầu bu khác đi nhé, thay cái đầu bu khác, hoặc ai có tay thì sẽ hàn dính cái này vào lại nhé. Ok. À, đấy, cần này 400, cái này 400 thôi, mình bán 400 thôi. Cần này số 2 400. Số 2 400 nha mọi người. Số 3 tiếp tục một cái cần hai khúc, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đấy. Cái cần này dài 1m8 này, thu vào 94cm, đột là 3 ly, cân nặng là 100g nhé. Đấy. Bát vặn kim loại đây. Cái này thì mình nghĩ là hình như là chắc là Taiwan. Taiwan hay China gì xuất nhập. Không có khi. Không có tem nên giờ mình không dám khẳng định là nó ở đâu cả. Đấy. Cũng có thể là nội địa nhập. Đấy. Nhìn ngoại hình rất là ok. Đấy. Tại vì thường á những cái mà khoan sắt này á, đa phần là nội địa Nhật nó mới làm thôi. Còn Trung Quốc rồi là nó làm khoan sứ không. Đấy. Ok.
Khoan rồi còn ok nha mọi người. Về với việc là đánh cho nó sáng nó trơn lại thôi. Ok. Càng này càng số 3. 180.000. 180.000. Số 3 180.000 nha mọi người. Số 4 tiếp tục là một cây cần Suzumi. Đây, cần này cần carbon nhé. Căn này dài 1m8, thu vào 93cm, đọt là 1,7 ly, căn nặng là 80g nhé. Đấy. Bát thường này. Đấy. Hai carbon nhé. Hai đọt. À, khoan của nó đây. Khoan của nó cái lòng trong này nó cũng kim loại nha mọi người, lòng trong này cũng kim loại luôn. Chứ không phải là sứ nha, hồi về đánh sơ đi là nó sáng lại đâu. Lòng trong cũng bằng kim loại hết nha mọi người, về đánh sơ đi là nó sáng nó trơn lại thôi nha mọi người. Đi chợ tiện gái qua luôn đó à? Ít tao báo ít cho mày tiện mày gái luôn, nhưng mà công mày phải chạy về nữa. Đấy. Ok. Rồi, cái cần này là số 4, 350.000. Số 4, 350.000. Số 5 tiếp tục một cây carbon Suzumi. Cây này như giống cái cây số 2 ấy. Giống cây số 2 carbon Suzumi nha mọi người. Này form y luôn à, khoan Fuji, bát Fuji. Khoan Fuji, bát Fuji nha mọi người. Dàn khoan còn ok luôn. Đấy. Nó dài 1m7, thu vào 90cm. Thôi nó có thể có 1m65, 1m7, 1m65, thu vào 90cm, đọt là 1,6 ly, căng nặng là 100g. Căng nặng 100g nhé. Móc cước này, móc lưỡi. Lan. Bắt Fuji đây, khoan Fuji đây. Đấy. Đây, đầu bu. Đầu bu còn ok nha mọi người. Cái gần này là số 5. Mình bán 450.000. Số 5. 450.000. Tiếp theo số 6. Rồi, số 6 nha. Video này toàn cần 2 khúc thôi nha mọi người.
thông số trước này. Cần là dài 1m9, thu vào 97cm, 94cm, đọt là 2,35 ly, cân nặng 120g. Đây, bát vặn đây. Đây, Urban Fishing. Thường Urban này là hàng Korea xuất Nhật nha mọi người. Đấy, Urban Fishing. Đây, vàng phan. Đây, hơi hàng hàng tí mọi người, về đánh là nó ok ra mọi người. Đang làm cào cho mọi người thấy này. Đó, thấy chưa? Cạo cái tay là thấy nó sáng rồi, thấy không? Nhìn cái màu nó xanh xanh đen đen này thôi, cái cạo là đang sáng này. Đấy, cái móng tay cạo cũng ra này. Đấy, ok. Phan kim loại. Đấy, ok. Đây, thông số thì mình đã đọc lúc nãy rồi. Thằng này còn số 6. Số 6, 160.000. Số 6, 160.000 nha mọi người. Số 6 là cần thiết nha mọi người. Số 5 là carbon. Này, tiếp theo thì cần là số 7. Cũng cái cần Suzumi luôn, Suzumi. Nhưng mà cái cần này là cần phíp, nhưng mà phíp xịn nha mọi người. Đây, Hi-Tech Graphics. Đấy, công nghệ Hi-Tech Graphics nhé, công nghệ cao, graphic công nghệ cao. Đấy, thằng này cần máy nằm nha mọi người, cần máy nằm. Cần là dài 1m65, thu vào là 87cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 100g. Đấy, bát vặn. Cần này cần máy nằm này. Này, khoan vào nó, khoan vào nó còn ok nha mọi người. Cần khoan còn thấy còn ok. Cây này cây số 7. Số 7 400. Số 7 400 nha mọi người. Số 8 Olympic mấy đi tới qua. Cần 2 khúc mang kim loại. Cần là dài 1m7, thu vào là 89cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Đấy, cái cần này cũng cần máy nằm nha mọi người, cần máy nằm. Khoan kim loại. Đấy, ok. Là bù. Hai đoạn. Cần này cần số, số mấy rồi nhỉ? Số 8. Số 8 300.
8300 nha mọi người. Số 9 là cái cần này. Đấy. Cần này thì máy đứng. Chất liệu của cái cần này là giống giống carbon ta. Không. Chất liệu của cái cần này cứ cho là phíp đi nha mọi người. Đấy. Nhìn rất giống carbon nhưng mà chưa dám khẳng định. Đây, để cho là phíp đi. Đấy. Bát vặn này. Một thằng Thomas nhé. Càng này dài 1m8, thu vào 95cm, đọt 2 ly, cân nặng 110g. Nhé. Bát quay rõ ràng cho mọi người xem. Đây là cây số 9. Số 9. Cái này bắn 400. Số 9 400 nha mọi người. Số 10 là cái càng đài. Cái này China xuất nhập nhé. Còn lại China xuất nhập. Chất liệu là phíp. Cái cần này dài 1m8, thu vào 94cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng 140g. Đấy, cái cần này thì giá 200. Cho mọi người coi ngoại hình bát vặn này. Đấy. Mang kim loại còn mới nhé. Chỗ này dính keo. Đấy. Ok. Cần này máy đứng hay máy nằm ta? Cần này theo mình nhìn là nó là máy nằm nha mọi người. Cần máy nằm nha mọi người. Đấy. Cái cần này giá 200, số 10. Số 11. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Lua lai gì đây. Lua 3/16, 1/2 ô giấy, lai 6/10 LB. Đấy. Chiều dài của cái này là 1m65 này, chiều dài 1m65, thu vào 86cm, 87cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng 120g nhé. Cái này là máy nằm nha mọi người. Cái này máy nằm. Máy ngang ấy. Đấy.
Ok. Ồ. Cái này như carbon luôn chứ không phải phíp. Mình cứ đọc carbon luôn mọi người. Không, mình cứ đọc phíp một câu như là phíp đi. Đó. Đây là cái số số 11. Số 11. 400 nha mọi người. Mười hai là cái cần Olympic, chất liệu là gì đây, chất liệu là phíp. Cần này dài 1,8 m, thu vào 95 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 100 g nhé, giá 250.000. Đấy, bát tặng này, kim loại nhé. Dàn khoan kim loại, khuyên kim loại nhé. Ok. Cái này cái cần số 12. 12. 250.000. 12 250.000. Cần số 13 là cái cần này, dài 1,85 m, thu vào là 96 cm, đọt của nó là 2,8 ly, cân nặng 140 g. Đấy. Bát này. Cái khoan cái này nó bị hư rồi mọi người, khoan cái nó bị hư rồi, về mọi người thay khoan khác nhé. Còn lại mấy cái khoan này thì mình thấy ok. Cần này chắc China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Cần này cần máy nằm nha mọi người, cần máy nằm. Đây là cái số 13. Số 13. Cái này bán 150.000. 13 150.000. Cái số 14. 14 là cái cần tay qua nè, cái cần hai khúc tay qua. Cần hai khúc tay qua nhé. Cần này thì chất liệu là phíp rồi, khá là cổ, dài 1,98 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 200 g. À. Đây qua. Rồi, khoan kim loại nhé. Khoan kim loại. Cái này thì đầu vô thì nó bị bung rồi,
bông như này rồi. Đấy. Để sửa không sửa thay đầu bông nhé mọi người. Càng này nặng 220 rồi ra. Càng này thì khá là nặng. Đấy. Càng này cái số 14. 14. một trăm năm mươi nghìn nha mọi người. Cái nó cái máy nằm nhé, cái máy nằm 14 là cần máy nằm 15, tiếp tục là một cái cần hai khúc. Thằng này thì của thằng nào giờ mắc tem rồi, nhìn giống như của thằng Daiwa đây nhưng mà giờ mắc tem rồi, không dám khẳng định nha mọi người. Bass Fuji FS6 này, Fuji FS6 này. Càng này dài 2m05, đọt là thu vào là 1,09m, 1m09 á. Đọt là 1,6 ly, cân nặng là 240g. Đấy, Bass Fuji FS6. Đây, mấy cái dây nhựa này thì nó hơi bị bong đứt nhá. Đây. Qua như hình cho mọi người thấy. Khoan thì còn ok. Đấy. Mọi người về cân gia cố quấn lại cái này thì quấn cho nó đẹp thì ok. Từ xử nhé. Mình quay rõ ràng cho mọi người. Khoan thì còn ok. Khoan đầu bu còn ok cả. Chất liệu là phíp. Đấy. Đọt cái khúc lên đọt này là nhựa tổng hợp. Đấy. Khá là cứng cáp. Đấy. Thông số mình đọc rồi. Đây là cái số 15. Cái này mình bán 300. 15, 300. Là một cái cần này, bát nhựa này. À, cần chất liệu luôn bằng nhựa tổng hợp. Đây. Khoan toàn mấy cái khoan kim loại này đây. Bát thì bát nhựa nhé. Ok. Cần là dài 1m65, thu vào 85cm, đọt 2,3 ly, cân nặng 140g. Đây. Khoan thì khoan kim loại như thế này đây. Mấy cái dây xu để mình buộc hai cái đọt. Ok nha mọi người. Này số 16. 16. Đây này mình bán 100. 16 100 nha mọi người. Rồi, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và một vấn đề mà chắc chắn mọi người phải lưu ý giúp mình đó là hàng đến nơi thì mọi người được phép mở ra kiểm tra hàng cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc thiếu sót gì so với trên video chưa mô tả hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Có gì thì báo cho mình giải quyết ngay lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ nhận hàng bừa đi rồi xong rồi mới điện cho mình báo là bị này bị kia, mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Để tránh trường hợp là nó có bị gì mà do bên nhà vận chuyển người ta hay như thế nào đó, người ta vận chuyển nó có bị gì mình còn bắt đem đi nhà vận chuyển cho mọi người, chứ không mọi người cứ nhận bừa xong rồi là người ta không chấp nhận bồi thường cho mình nữa là thiệt hại, như thế là thiếu trách nhiệm cho nhau nhé. Đấy, mình cho phép mọi người coi hàng là để mọi người kiểm tra hàng cẩn thận đấy, chứ không phải là mọi người cứ nhận bừa xong rồi báo cho mình bị này bị kia thì lúc đấy chuyện đã rồi, giờ làm sao mà giải quyết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.